Với cái tâm lý ngồi thiền rất là tự nhiên, thoải mái nhé, không có bị căng thẳng, không có ức chế, không nên tập trung cao quá mà nên tập trung ở cái mức vừa vừa trung bình. Thì trước khi vào thiền hơi thở thì có thể hành những cái pháp thiền bảo hộ trước, có thể là hành thiền tại tâm từ hoặc thiền niệm ân đức Phật hoặc là thiền niệm về sự chết. Đấy được gọi là những pháp thiền bảo hộ. Những cái pháp thiền ấy nó có tác dụng là nó chế ngự những triền cái nhanh chóng nhất. Nếu như mình có cái tâm nó còn tán loạn, tạp niệm năng xăng thì có thể thực hành những cái pháp thiền này khoảng 15, 20 hoặc 30 phút, rồi sau đó quay về thiền hơi thở. Mỗi người mình sẽ có một cái pháp thiền một cái pháp thiền chính, tức là mình lấy một cái pháp môn lựa chọn một cái pháp thiền nào đấy để tu tập chuyên sâu. Chuyên sâu là mình sẽ dành rất nhiều thời gian hành một cái pháp thiền đấy cho đến khi nó đạt được cái kết quả tốt nhất. Vì nếu như mình lựa chọn là mình sẽ lấy thiền hơi thở làm cái đề mục thiền chuyên sâu trọng yếu và sẽ dành nhiều thời gian để thiền hơi thở này. Nhưng mà trong lúc hành thiền hơi thở ấy, mình cũng nên hành những cái pháp thiền bảo hộ để hỗ trợ cho cái pháp thiền hơi thở này được định tĩnh thâm sâu. Thì có những lúc thì mình có thể hành thiền bảo hộ như là niệm ân đức Phật, nhắm mắt vào hình dung ra hình ảnh đức Phật, niệm đến chín ân đức Phật, Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh chi minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mình có thể chú trên một ân nào đấy mình cảm thấy dễ hiểu nhất, như là A-la-hán, thì ngài đã đoạn trừ hết tham sân si, thì ngài đã bậc xứng đáng được cùng nhau A-la-hán. Niệm như thế đấy cũng là một cái pháp thiền hỗ trợ cho mình đến lúc mình hành thiền hơi thở thì nó bớt đi những tạp niệm năng sẵn. Hoặc là mình cũng có thể trước khi ngồi thiền thì niệm về cái sự chết thiên thân này. Mạng sống thì không chắc chắn, còn chắc chắn là sẽ chết. Cứ niệm như vậy một lúc thì nó ni tham làm cho cái tâm mình nó buông bỏ, buông xả được những cái tạp niệm năng sẵn. Hoặc là mình hành thiền đại tâm từ, nhắm mắt vào đại tâm từ cho bản thân mình một phút thôi, không cần niệm, hướng tâm vào cái thân mình và niệm là cầu mong cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu mong tôi được an vui hạnh phúc, niệm thầm trong tâm như thế. Chỉ 5 đến 10 niệm vậy thôi, tức là khoảng 30 giây, 1 phút thôi, không cần niệm nhiều. Đại tâm từ cho mình chỉ là khởi lên cái mong muốn những điều tốt đẹp cho mình, rồi sau đó mình lấy cái tâm mong cầu những điều tốt đẹp ấy cho người khác. Ý là mình muốn đồng hóa mình với tất cả mọi người, hay mình muốn đồng hóa những cái điều tốt đẹp cho bản thân mình với tất cả mọi người khác.
để cho đấy được gọi là tâm từ, là mong mỏi những điều tốt đẹp đến với mọi người khác mà nó không phải là bản thân mình. Thì lúc đấy mình có thể hướng tâm ra bên ngoài, mình hình dung đến một người cũng được, 10 người cũng được, 100 người cũng được, một đám đông, vô số người cũng được, tùy mình hình dung ra được bao nhiêu người thì được. Đó có thể là mình người mình kính trọng hay là người thường hoặc là người mình ghét được. Nhưng mà với người mới lại tâm từ thì cái cách tốt nhất là hướng tâm đến những người mình yêu quý, kính trọng, là những người cùng phái với mình và là những người còn sống, không phải là người chết. Và nhắm mắt vào và niệm cũng mong muốn như vậy, cầu mong cho những người hiện diện này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho người hiện diện an vui hạnh phúc. Đấy là cái phát triển tâm từ để cho tâm mình nó được an định, nó hoan hỉ, nó an vui lên, nó bớt đi những cái sầu bi ưu não căng. Khoảng 20 đến 30 phút niệm mà giải tâm từ cho người khác như vậy, để cho người khác 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút tùy theo mình. Rồi sau đó mình quay về hành tiến hơi thở, rồi sau đó mình quay về trước cửa vui. Và để cho cái hơi thở nó đi vào tự nhiên nhất, để cho hơi thở đi ra tự nhiên nhất. Và khi hơi thở đi vào, đi ra như vậy, nó sẽ là một cái làn gió rất là mỏng manh, rất là nhỏ, nhẹ, và nó sẽ chạm vào cái da ở trước cửa mũi mình, nó là cái da ở trước mũi, ở môi trên hoặc hai bên cạnh mũi. Và đấy được gọi là điểm xúc chạm, mà mình sẽ hướng tâm về cái điểm xúc chạm đấy, luôn luôn giữ cái tâm ở điểm xúc chạm ở trước mặt, ở cái da ở trước mũi đấy, để cái tâm ở đấy và quan sát cái hơi thở. Đấy là cái vị trí của cái hơi thở. Nhưng mà khi mà mình đi theo hơi thở vào trong người thì nó không phải là hơi thở nữa mà nó là phong đại. Thì chỉ người hành thiền tứ đại người ta mới đi theo hơi thở vào trong bụng, người ta quán cái phong xẹt. Còn nếu như mình đi theo hơi thở ra bên xa, cách xa khỏi cái cửa mũi thì nó lại là hư không. Những cái người thực hành phát triển lấy hư không làm đối tượng thì người ta mới để tâm cách xa cái hơi thở. Còn với người hành thiền hơi thở thì chỉ để tâm ở điểm xúc chạm thôi, tức là để ở sát cửa mũi của mình. Nó có cách cái ra thì một chút xíu thôi, chứ nó không được cách quá xa và nó không được đi vào bên trong mũi, mà nó phải ở trước cửa mũi. Đấy như gọi là những người đang thực hành thiền hơi thở. Không điều khiển hơi thở, hoàn toàn để cho hơi thở tự động đi vào và tự động đi ra tự nhiên nhất. Cái tâm mình quan sát hơi thở cũng tự nhiên nhất. Và cái cách thức quan sát hơi thở thì có nhiều cách. Cách thứ nhất, thông thường nhất, đó là đếm hơi thở, là quan sổ tức. Khi hơi thở đi vào, đi ra thì niệm 1, hơi thở đi vào, đi ra niệm 2, hơi thở đi vào, đi ra niệm 3, niệm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi lại quay lại niệm từ 1 đến 10 như vậy. Và cái thời gian niệm cái con số này chỉ một thời gian ngắn, khoảng 5-10 phút, khoảng 15-20 phút thôi, chứ cũng không niệm quá dài. Sau khi đến hơi thở đấy một chút để xua đuổi những cái tạp niệm đang sang đi, trong cái tâm nó lắng đọng, nó an định và nó an trú ở trên hơi thở được rồi, thì sau đó chỉ để cho hơi tâm mình nó nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên mà thôi. Cái hơi thở đi vào thì biết nó đi vào, hơi thở đi ra thì biết nó đi ra. Thì cũng có lúc cái hơi thở này nó vào nhanh, nó nhanh, ý thức của mình cũng nhận biết như vậy. Hơi thở có khi nó vào từ từ, ra từ từ, ý thức của mình cũng nhận biết như vậy. Có những lúc mình nhận biết được hơi thở bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, đang đi ra, kết thúc đi ra. Thì mình cũng quan sát hơi thở một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối như vậy. Thế là cái cách, cái bước đầu tiên thực hành thiền hơi thở, thì mình chú tâm về hơi thở để ghi nhận hơi thở, nhận biết hơi thở để phát triển cái chánh niệm, tỉnh giác, là cái sự nhận biết hơi thở vào đặt ở trên cái điểm xúc chạm cửa mũi ấy. Và cái quan trọng nhất, cái lúc mà mình đang nhận biết hơi thở ấy thì mình tự nhận biết được cái mức độ chú tâm của mình nó mạnh hay nó yếu, và mức độ chú tâm của mình nó ở cái mức vừa phải, hay là nó đang tinh tấn quá, hay nó đang giải đãi quá. Thì tự mình phải nhận biết ra khi nào mà mình chú tâm nó căng thẳng quá thì sẽ thấy hơi thở nó rõ ràng, mà nếu như mình cứ chú tâm căng thẳng liên tục như vậy thì mình sẽ cảm thấy nó mệt mỏi, thân tâm mình nó cũng mệt mỏi và sẽ thấy nó xuất hiện những cái sự đau nhức khó chịu ở trên thân. Thì mình cũng tự nhận biết ra
là cái mức độ chú tâm của mình mạnh quá. Thậm chí có những người chú tâm mạnh quá, mình thấy cảm thấy nó đau nhói ở cái vùng tim. Để cái ý thức của mình nó sinh lên từ cái sắc trái tim, cho nên là khi mình chăm chú quá, thì có những người mà cứ chăm chú liên tục một thời gian dài, thì mình cứ thấy mỗi khi mình chú tâm mạnh, mình sẽ thấy đau nhói ở tim của mình. Đấy cũng là cách để mình nhận biết rằng, thì với cái sự thực hành như vậy thì nó lại sinh ra tán loạn. Vậy thì mình cần phải quân bình lại bằng cách để nâng nà đi một chút, thả lỏng ra một chút, để tâm nhẹ nhàng một chút. Đến là thì nó sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Nhưng nếu như mình cứ để ở cái trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái quá, liên tục quá, thì lúc đấy những cái vọng tưởng nó sẽ sinh lên một cách rõ ràng, liên tục. Và tâm mình nó sẽ rời ra khỏi hơi thở, đi mắt vào những cái đối tượng khác. Thì điều đó nó cũng không tốt. Vậy khi mình thấy tâm nơ, có cái dấu hiệu nơ nà quá, giải đãi quá thì lại phải hơi chăm chú vào. Và thấy cái tâm chăm chú quá thì lại phải hơi nơ nà ra. Khi nào mình biết là cái tâm nó đang quan sát vừa vừa, không mạnh không yếu, thì mình cố gắng giữ cái tâm ở cái mức trung bình như vậy. Nhưng mà không bao giờ mình có thể chú tâm ở một trạng thái mãi được. Có lúc thì nó sẽ mạnh lên, có lúc nó yếu xuống. Vậy thì cái lúc là mình vẫn thường xuyên là nhận biết là nào mạnh hay lúc nào yếu thì mình điều chỉnh nó vừa vặn. Và khi ngồi vậy thì cái vọng tưởng nó vẫn thường xuyên khởi lên, và cứ biết hơi thở cùng với cái vọng tưởng đấy là được. Những cái vọng tưởng nó khởi lên nhiều quá thì tự mình nhắc nhở tâm là hãy buông bỏ vọng tưởng này đi, nhận biết được thôi. Chỉ cần tác ý như vậy, nhắc nhở như vậy, xua đuổi cái vọng tưởng đi là nó sẽ tự quay về. Nếu một lúc sau nó lại sinh lên cái vọng tưởng khác, rồi mình lại cắt nó đi, lại dứt bỏ nó, lại buông xả nó và lại quay về hơi thở. Và cứ thường xuyên như vậy, vậy trong suốt lúc ngồi thiền mình vẫn phải luôn luôn tinh tấn, nhất là tinh tấn để giữ cho cái tâm nó tỉnh táo, không bị mê mờ. Tinh tấn giữ cho cái tâm nó luôn luôn nhận biết hơi thở, an trú hơi thở mà nó không bắt vào cảnh khác. Vẫn phải luôn luôn tinh tấn ngăn ngừa cho những vọng tưởng nó đừng có sinh lên quá nhiều. Vẫn phải luôn luôn tinh tấn để mà quân bình cái tâm, để mà điều chỉnh cái tâm ở cái mức độ mạnh hay yếu, rồi mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Nên là trong lúc ngồi thiền vẫn đòi hỏi cái sự tinh tấn cả về thân của mình, phải cố gắng ngồi cho nó an ổn, yên ổn, định tĩnh, không có dao động ở trên thân, và tinh tấn ở trong tâm. Tinh tấn ở trong tâm là mình cố gắng giữ cái tâm của mình ở hơi thở và an trú như canh chừng, đừng để cho những cái tâm bất thiện, những cái phiền não nó quấy nhiễu, nó quấy động hay là nó xen tạp vào. Hay là nếu như những cái vọng tưởng gì nó có sinh lên rồi thì loại bỏ nó đi hoặc làm nơ nó đi, và luôn luôn biết hơi thở, không để, để quên hơi thở một lúc nào. Thì đấy là cái hình thiền là mình có sự tinh tấn ở bản thân tâm đều đặn như vậy. Thì đấy là cái với cái người bước đầu hành thiền thì mình chỉ cần như thế thôi, biết hơi thở vào ra thôi. Còn tùy theo cái chánh niệm của mỗi người, khi mà cái người nào có chánh niệm tốt thì cái tâm mình nó chấp nhận hơi thở. Thì khi nào nó chấp nhận hơi thở, tức là nó có cái niềm tin là mình chú trên hơi thở này sẽ đạt đến cái sự định tĩnh, tâm sẽ được thanh tịnh, sẽ đi đến nhất tâm, sẽ đoạn trừ những phiền não, sẽ đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn. Đây là cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Khi nào mình có niềm tin như vậy và cái tâm mình nó chấp nhận cái điều ấy, thì cái tâm khi chỉ lúc đấy nó mới hoan hỉ. Tức là khi mình ngồi mình cảm thấy nó an vui, cảm thấy nó thích thú, thì từ cái hỉ ấy nó sinh khởi, thì nó sung mãn dần 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 mình sẽ thấy cơ thể của mình nó nhẹ nhàng lên, thân tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó an vui. Tức là từ cái hỉ thì nó sinh ra khinh an, từ cái khinh an thì nó có cái sự an lạc. Tức là mình ngồi mình cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là êm đềm, dễ chịu. Đấy là cái sự an lạc. Thì cái an lạc đấy nó sung mãn nữa thì nó sinh ra định tĩnh. Định tĩnh thì nó là một cái sự thanh tịnh hóa nội tâm, làm cho tâm mình nó sẽ sáng lên. Nó phát sinh ra những cái sắc do tâm sinh cao thượng, và những cái sắc ấy mình có thể thấy được bằng chính cái tâm của mình. Đấy, tức là trước mặt mình nó xuất hiện nimitta ở cái hơi thở ấy, nó chuyển thành màu xám, sau đó nó trắng dần đi, và sau đó nó tỏa sáng rực rỡ ra.
đấy là cái thống nhất cái định hướng sẽ xuất hiện, nhưng mình không bận tâm, không quan tâm, không đi theo nó, cứ tiếp tục quan sát hơi thở thì càng lúc cái tự tướng, cái định tướng nó càng tỏa sáng mạnh hơn, rực rỡ hơn, tỏa sáng khắp cả khuôn mặt mình. Và tùy theo cái chánh niệm của mỗi người mà cái định ấy nó sẽ mạnh hay yếu, nó sẽ liên tục được bao lâu. Có những người nó xuất hiện 5 phút, 10 phút, có khi nó xuất hiện cả 30 phút, cả 1 tiếng, 2 tiếng, có khi nó xuất hiện suốt cả suốt đêm, để tùy theo cái tâm thanh tịnh của mỗi người. Cái người nào ít phiền não thì cái người đấy sẽ nhanh chóng đạt được cái tâm thanh tịnh, định tĩnh và trong sáng. Mình có nhiều phiền não thì mình cần phải nỗ lực và trừ phiền não, thì dần dần tâm nó thanh tịnh ra. Vậy thì hành thiền là để cho tâm mình nó thanh tịnh là thành vậy. Cái tâm nó thanh tịnh thì nó định tĩnh là như vậy. Chứ không phải là thực hành thiền định này là nó đi vào trạng thái vô thức. Tức là nhiều người mà hiểu rằng định là không biết gì nữa, mình sẽ là hiểu sai. Định khi mà mình càng định tĩnh thì nó càng tỉnh táo, nó càng tỉnh táo sáng suốt, rõ ràng, không có một chút nào mê mờ, mơ hồ một chút nào hết, thì nó mới định, nó mới tỏa sáng ra được, nó mới tác định được. Thế nên bây giờ người sẽ thực hành thiền một thời, người sẽ bắt đầu ngồi thiền, sẽ hành thiền, mình sẽ đặt tâm từ cho bản thân mình, sau đó đặt tâm từ đến một đối tượng ở bên ngoài hoặc là một nhóm người bên ngoài, sau đó mình sẽ quay về và nhận biết hơi thở vào đà sự cửa mũi của mình. Thế nên bây giờ thiền đầu tiên chị cứ tập như vậy, lấy cái đánh làm cái kinh nghiệm mình thực hành thường xuyên hàng ngày như thế. Bây giờ mình bắt đầu mình thiền. Bây giờ đến giờ mọi người sẽ hỏi đáp và chỉnh pháp. Ai có những câu hỏi gì hay ai có những ai có cần chỉnh pháp về sự thực hành gì thì mọi người sẽ hỏi nên và sư sẽ trả lời. Vâng, mọi người có ai chỉnh pháp và đặt câu hỏi? Ra nhưng rất là thoải mái tự nhiên, chú tâm vừa vừa thôi, đừng gò ép tâm quá, đừng căng thẳng, đừng chăm chú quá. Có thể là lúc đầu do chưa quen nó sẽ hơi ức chế tâm một chút, hơi khó chịu, hơi gò ép một chút, nhưng
cứ tập thường xuyên rồi dần dần nó sẽ quen đi thôi. Chứ cái gì mới tập ở cái giai đoạn đầu nó cũng có những cái sự khó khăn, có những cái sự khó chịu một chút. Nhưng mà mình không nên vì như thế mà mình để cho tâm nó được chạy một cách tự do thoải mái. Và khi đang ngồi có những cái tiếng động, dù đó là một cái âm thanh gì, bất cứ một âm thanh gì, thì cũng phải gạt ngay nó đi, không được đi theo nó như vậy. Không được đi theo những âm thanh đấy. Khi đi theo những âm thanh đấy giống như là lúc đấy mình đã xuất thiền, đã rời ra khỏi cái pháp thiền và đã để cho cái tâm mình nó được tự do thoải mái mà. Thì nó tự do thoải mái thì nó sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Và cái thoải mái dễ chịu đấy nó chỉ là một cái sự đó, nó không còn là cái sự chú tâm nữa, nó là một cái sự phóng tâm thả lỏng được. Tuy cái điều đấy không tốt, không nên làm như vậy. Và khi mình đã ngồi thiền mình phải quyết định là trong cái lúc mình ngồi thiền này mình chỉ có gắn tâm vào cái pháp thiền, nhưng mình thiền hơi thở, mình chỉ an trú tâm trên hơi thở, gắn tâm vào hơi thở này, không được để cho nó chạy theo bất cứ một cái cảnh gì, một cái hiện tượng gì. Phải thực hành như vậy cho nó thành thói quen, cho nó thành thuần thục đi, chứ không đi theo những âm thanh tuyệt đối. Những âm thanh là cái gai của thiền, là cái sự chứng lại của thiền, là nó làm mình bị loạn tâm rất là lớn. Thì bạn nên là trong lúc ngồi thiền nên tránh âm thanh. Cái âm thanh gì không tránh được thì mình cũng đừng suy luận theo nó, đừng phân tích theo nó và đừng hướng tâm theo nó. Cảm ơn sư ạ. Người có ai để bỏ người theo? Dạ, con xin cung kính thành lễ quý sư, con cung kính thành lễ sư. Con thưa sư, xin sư cho con được hỏi sư, xin sư chỉ dạy cho con ạ về thời điểm và khi mà Nimitta đã có thể đạt để có thể kiểm tra năng thiền tri ạ. Thì con xin sư chỉ dạy cho con về thời điểm đạt yêu cầu về kiểm tra năng thiền tri, và xin sư chỉ dạy cho con về bài kiểm tra năng thiền tri ạ. Cái pháp để mà đạt đến cái mức mà được kiểm tra được năng thiền tri này là cái sự thực hành rất là cao rồi thì mới kiểm tra được. Thì đầu tiên là quan sát hơi thở như vậy, nếu tâm định tĩnh tốt thì sẽ xuất hiện Nimitta. Thì đầu tiên là cái ánh sáng đó nó mờ mờ, sáng sáng khói như khói màu khói thuốc thôi, sau đó nó trắng lên như mây, như bông gòn, và sau đó nó sẽ sáng rực lên như sao mai. Và cái ánh sáng đấy nó phải duy trì được cái thời điểm đầu, nó có thể duy trì được 1 tiếng, trên dưới 1 tiếng, rồi dần dần nó sẽ tăng lên 1.5 tiếng, rồi dần dần nó sẽ tăng lên cả 3-4 tiếng. Và dần dần cái định của mình nó sẽ từ lúc có Nimitta đi thì nó sẽ tiến bộ rất là nhanh. Nó có thể dần dần nó sẽ vào được cận định, và dần dần nó sẽ vào đến an chỉ định. Chỉ khi nào nó vào được an chỉ định, tức là nó vào được sơ thiền ấy, thì lúc đấy mới được kiểm tra Nimitta. Mà mình, khi nó vào được định rồi ấy, thì lúc đấy mình cứ nhắm mắt lại một cái là nó sẽ sáng lên, và nó sáng lên rất là nhanh, và nó sáng rực rỡ. Và để mình muốn biết rằng mình có đủ khả năng để kiểm tra được năng thiền tri này hay chưa thì mình cần phải thực hành, mình cần phải ngồi. Khi nào ngồi 1 tiếng thì nó sẽ sáng từ đầu đến cuối suốt 1 tiếng đấy, liên tục không gián đoạn. Nếu như cái thời thiền đấy mình ngồi 2 tiếng thì mình nhắm mắt vào một cái là nó sáng ngay, và nó sẽ sáng liên tục không gián đoạn. Ngồi 3 tiếng thì nó sáng 3 tiếng, ngồi 4 tiếng thì nó sáng cả 4 tiếng, ngồi cả ngày thì nó sáng suốt ngày, suốt đêm, liên tục không gián đoạn. Thì đấy là lúc đấy nó mới vào được an chỉ định. An chỉ định nó vào đến mức như vậy, cho nên là cái đòi hỏi phải có một cái thời gian công phu rất là miên mật, rất là cao, rất là chuyên sâu thì mình mới dám chắc chắn khẳng định là mình đã vào được an chỉ định, và lúc đấy mới kiểm tra được cái năng thiền tri này. Còn nếu mà chưa đạt được như vậy thì không nên kiểm tra năng thiền tri. Khi kiểm tra rồi nó động tâm, nếu như mình chưa vào được định mà cứ kiểm tra vậy thì cái Nimitta đấy nó yếu dần, thì dần dần nó sẽ mờ đi, mình làm mất cái công tu tập của mình.
khi nào phải chuyên tu, với một người mà không chuyên tu không vào được cái trạng thái đấy, là phải chuyên tu, tức là mình phải gạt hết các cái phận sự công việc khác, mình dành hầu hết các thời gian trong ngày để hành thiền để thì mới vào được trạng thái đấy. Tức là một ngày mình phải dành 8, 10, 12 tiếng liên tục để hành thiền, mình phải sống độc cư nhé. Tức là chỉ khi nào mình phải sống độc cư, sống viên ni, tức là phải sống một mình ở một cái tinh thất vắng vẻ, yên tĩnh, tránh xa ồn ào và không còn phải bận rộn năng xăng, không còn có những lo lắng phiền não gì nữa, và chỉ chuyên tâm hành thiền thôi, thì lúc đấy mới có khả năng vào được đến cái trạng thái này. Còn nếu như mình chưa có cái thời gian độc cư và chuyên tâm hành thiền thì không vào được. Thậm chí có người tham gia những khóa thiền ở những trung tâm thiền chuyên tu đã vào được cái hành thiền rồi, nhưng khi quay trở về cái cuộc sống ở nhà mình ấy, mình phải tiếp xúc với cái cảnh động hàng ngày và bận rộn với nhiều cái phận sự, nhiều công việc, thì cái tầng thiền đấy nó mất đi, cho nên là không kiểm tra được là vậy đâu. Còn nếu như mà kiểm tra thì nó cũng không phải là khó. Một người muốn kiểm tra được xem mình đã vào được cái tầng thiền đấy hay chưa, thì lúc đấy mình phải chú tâm ở trên cái tự tướng này liên tục một tiếng thì nó mới sáng được lên. Nhưng mà đấy là phải trong cái trường hợp là một người đã có thể duy trì được cái ánh sáng đấy rực rỡ mạnh mẽ ấy liên tục suốt ngày suốt đêm, tức là mình có thể ngồi 3-4 tiếng liền mà nó sáng liên tục không gián đoạn, mà trải qua nhiều ngày như thế rồi ấy, thì mới chắc chắn ấy, thì lúc đấy mới kiểm tra được. Thì lúc ấy mình nhìn xuống cái vùng trái tim thì nó sẽ sáng rực ở đấy, và lúc ấy mình sẽ phân biệt được ở vùng trái tim này nó chính là cái ý môn, là cái ý thức tâm thức của mình nó ở đó, và cái tập tướng của mình nó sẽ ở trên cửa mũi này, và cái nimitta nó là cái ánh sáng chói sắc cho tâm sinh do mình chú vào hơi thở, từ cái hơi thở ấy nó phát sáng lên ở trên này, và đấy mình nhìn xuống cái ý môn mình sẽ thấy cái nimitta nó sẽ đi sâu xuống cái vùng ý môn của mình, đi chìm sâu xuống đấy. Mình chỉ nhìn xuống 2-3 giây thôi là mình nhìn lên mình sẽ thấy có cái tâm nó sẽ hướng ngược lên từ ý môn hướng vào cái nimitta, thì đấy nó gọi là thiền chỉ tầm tầm nó mới đặc tính là hướng tâm vào tượng tướng, hướng và an trú tâm vào tượng tướng, rồi sau đó thì nó sẽ bám sát cái tượng tướng đấy, nó gọi là thiền chỉ tứ duy trì và bám sát cái tượng tướng, nó hoan hỉ thích thú với tượng tướng, hỉ là gọi là thiền chỉ hỉ, và nó thoải mái dễ chịu với thiền với tượng tướng là thiền chỉ nặng định tĩnh nặng nề nhất tâm ở trên đấy là thiền nhất tâm, đấy gọi là năm thiền chỉ. Và năm thiền chi này nó chỉ thấy được khi nào một người đã vào được an chỉ định thì nó mới thấy rõ những cái đặc tính của nó sinh khởi, chứ không phải là mình niệm trên cái khái niệm, mà mình cái tâm của mình là mình thấy rõ những cái đặc tính nó sinh khởi ở trên nimitta đó, ở trên cái ý môn nó hướng vào nimitta, mình thấy được các cái thiền chi ấy là mình phân tích là được nó, và mình phải thường xuyên để cho nó thuần thục hàng ngày thuần thục, rồi sau đó các cái pháp thuần thục với sơ thiền, rồi sau đó mình sẽ loại bỏ các thiền chi tầm tứ lên nhị thiền, loại bỏ hỉ lên tam thiền, loại bỏ lạc lên tứ thiền một cách thuần thục dần dần. Nếu mà sư nói vắn tắt chung chung vậy thôi, còn với người nào mà thực hành thì sư sẽ hướng dẫn chi tiết trực tiếp. Nếu như mà muốn vào được các tầng thiền này, như vậy thì phải có thể như là về chùa Phúc Minh sư sẽ hướng dẫn cách để thực hành, sau đó thì hàng ngày đi chính pháp thì sư mới hướng dẫn cái cách để mà phân tích các cái thiền chi đấy một cách rõ ràng cụ thể chính xác được. Chứ mình nếu mà chưa thực sự vào đến cái định nó rất là thâm sâu thì không nên kiểm tra, dù mình có biết cái cách thức kiểm tra như vậy nhưng cũng không nên kiểm tra nếu như mình chưa đạt được cái mức định như vậy. Đâu. Con kính thiên sư, con thưa sư là con đã có một thời gian hành thiền bên Phật ạ. Con có hành thiền với ngài thiền sư Phu Mô Giá 10 ngày và ngài ấy đã cho con bài năm thiền chi. Nhưng vì thông dịch là thông qua hai người, một người Miến và một sư cô ạ. Vì vậy cho nên con thấy bài năm thiền chi mà
mà con được dịch lại, con chưa thấy nó thật sự là đầy đủ. Dưới sự dẫn dắt của thiền sư thì con cũng đã làm thử kiểm tra thần chi một lần, nhưng tuy nhiên về thì con vẫn xét thấy là con cần luyện thêm để Nibbita nó thật sự vô cùng mạnh mẽ, thì con mới bắt đầu làm lại cái bài năm thiền chi đó. Nhưng vì bài thiền năm thiền chi mà con đang có được từ từ cái người phiên dịch ạ, là còn đơn sơ quá, vậy thì con mới xin sư chỉ dạy ạ. Mặc dù cái lúc đấy mình hành thiền nhân mật thì đấy là chỉ là một cái cách để kiểm tra thôi. Cái vị thầy muốn thử xem là mình đã vào đến cái định như vậy chưa thì sẽ cho mình kiểm tra, và mình kiểm tra mình có thấy hay không thì hàng ngày mình đi chính pháp mình sẽ trình bày lại, và cái vị đấy sẽ nhận định là được là mình đã vào đến an chỉ định hay chưa vào đến an chỉ định. Nếu như mình nhìn thấy để tâm ở trên cái tự tướng ở trên trước cửa mũi này và mình thấy cái nimitta nó sáng chói đây, nhưng mà khi mình muốn kiểm tra là mình đang nhìn sâu trong cái vùng trái tim, nếu như cái nimitta nó có chiếu sâu xuống dưới để sau đó nó lại hướng lên một cách mạnh mẽ rõ ràng như vậy, thì lúc đấy là mình mới vào được cái định sâu. Còn nếu như mà lúc đấy mình quan sát mình không thấy cái điều đó, mình không cảm nhận được điều đó, thì là cái định mình nó chưa đạt tiêu chuẩn thì mình vẫn nên tiếp tục hành nữa. Và kể cả cái lúc đấy mình hành thiền nhân mật mình có thể kiểm tra được như vậy, nhưng sau đó ra khỏi cái khóa thiền đấy rồi chỉ cần đi về nhà khoảng 3 ngày sau thôi là nó sẽ không còn trạng thái đấy nữa. Chỉ cần ra cái cảnh động bên ngoài ấy, chỉ ra cảnh động bên ngoài vài hôm là cái định nó yếu đi, một cái là cũng có kiểm tra nó không còn, cái ánh sáng nó mờ, nó yếu đi, nó không còn mạnh mẽ như cái lúc đấy nữa. Chứ không phải là mình đã đạt được đến đấy mà nó cứ sẽ còn giữ được cái đấy liên tục đâu. Mình phải hành thiền liên tục thì mình mới giữ được. Còn đến một lúc nào đó mình đã giảm bớt thời gian hành thiền đi rồi, tâm mình hướng là cảnh động rồi, thì nó cũng sẽ, cái trạng thái mình đạt được nó không còn. Chỉ cái người nào mà chứng đắc được đạo quả thì nó mới không mất đi thôi. Còn ở cái giai đoạn mình đang thực hành thanh tịnh tâm này thì cứ lúc nào mình chuyên tâm thực hành thì cái tâm nó mới giữ được cái định tĩnh thanh tịnh ấy. Mình ra cảnh động phải nó ô nhiễm trở lại cái thì cái tâm mình nó lại mất cái trạng thái định tĩnh này đi. Nên là bây giờ cứ nên thực hành lại từ đầu ấy, chứ đừng có bận tâm đến cái thiền chi đó. Dạ, con kính thiền sư ạ, sa đu. Mời có ai chỉnh pháp một cái câu hỏi không? Khi nào mình có cái lời nói xúc phạm, có cái hành động xúc phạm đến chư tăng, đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì mình cần phải sám hối là được.
cận với xã hội trước một cái chính cái vị đấy hoặc là với người khác cũng được. Còn nó chỉ là khởi lên một cái tâm bất thiện, nó khởi lên ở trong ý nghĩ thì mình chỉ cần gạt nó đi là hết. Thì tự mình xã hội trong tâm mình cảm thấy hổ thẹn, gây sợ với những cái suy nghĩ ấy, không nên khởi lên suy nghĩ đấy nữa. Tự mình nhắc nhở tâm như thế là được rồi. Chứ không nhất thiết với những cái suy nghĩ như vậy thì không nhất thiết là phải trình bày và xã hội với một người khác. Dạ, con kính xin chị ân sư ạ. Con xin kính bạch sư ạ. Hôm nay là lần đầu tiên mà con ngồi thiền như thế này. Thì trong lúc con tập trung vào hơi thở của mình thì khi mà đã cố gắng bỏ hết cái tạp niệm ở bên trong người thì con bị giật mình ạ. Con bị giật mình hai lần và người con bật hẳn dậy và mở mắt ra. Con không hiểu tại sao mình lại bị như thế. Trong khi mọi người vẫn đang rất là chăm chú nên là con rất là thắc mắc tại sao mỗi mình bị như vậy. Và cái câu hỏi thứ hai nữa là con cảm thấy mình bị đau lưng. Con ngồi bình thường như này con không bị đau, nhưng mà đến lúc con tập trung vào hơi thở thì con cảm nhận rất rõ về cơn đau lưng của mình và mỏi các cơ. Không sao đâu nhé. Cả hai cái hiện tượng đấy cũng là rất là thông thường thôi. Khi nên mình ngồi nó tích tâm quá thì nó rơi vào cái trạng thái nơ mơ ấy. Xong rồi một lúc sau này nó tự động rồi nó sực tỉnh lại, nó có cái trạng thái như giật mình thôi. Cái này không vấn đề gì, là chuyện bình thường. Và rất nhiều người khi ngồi thiền ở những cái phút đầu tiên, ở khoảng 2-3-40 phút đầu tiên là hay rơi trạng thái đó. Còn sau đó thì nó sẽ tỉnh lại. Xong đó dần dần cái tâm thì nó thích nghi rồi, nó sẽ chánh niệm nó mạnh lên rồi thì nó sẽ tỉnh táo, nó tỉnh giác lại và nó hết trạng thái đấy đi. Cái đấy thì không vấn đề gì, không cảm lo ngại gì hết. Và lần sau mình cố gắng giữ cái tâm nó thấy một điểm rất nhỏ và nó rõ ràng lên một tí thì nó sẽ không bị rơi vào trạng thái như một trạng nơ mơ này. Nơ mơ là hơi hôn trầm mà. Hôn trầm sau đó thì nó sự tỉnh lại cái nó hết hôn trầm đi thôi. Còn ngồi nó đau ấy, nó còn do nhiều nguyên nhân, có thể là do cái bồ đoàn mình ngồi nó chưa được êm ấy. Nên ngồi trên một cái bồ đoàn để nó có cái mềm êm, nó ngồi thì nó đỡ bị đau hơn. Và nó có một cái miếng bồ đoàn nhỏ đằng sau để nâng cái lưng nó cao lên một tí thì nó sẽ đỡ bị đau lưng. Khi nó đau thì mình đổi tư thế, thay đổi tư thế khi mình cảm thấy khó chịu, khi cảm thấy đau nhức, cứ nhắm mắt, cứ nhận biết hơi thở, nhưng vẫn cứ thay đổi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, nhanh chóng. Khi thay đổi đi một cái nó đỡ đau. Nên trong lúc ngồi thiền vẫn thay đổi tư thế thoải mái nhé, chứ không nhất thiết là cứ phải ngồi mà ngồi cứng đơ ra là nó sẽ rất là khó chịu. Nếu mình cứ ngồi mềm mại thoải mái thì sẽ dễ chịu hơn. Con biết ơn thầy ạ. Con xin kính bạch sư ạ. Hỏi sư một câu hỏi. Bạch sư là sư cho con hỏi là sau cái kiếp sống này, con thấy cái kiếp sống của con người thì quá là đáng ngủ, thì con muốn hỏi sư rằng là nếu như mà mình muốn sinh về các cảnh giới cao hơn nên phát nguyện sinh về cảnh giới nào và làm như nào để mình có thể sinh được về những cái cảnh giới đó. Thì cái việc mà mình sinh về cái cảnh giới nào là do cái năng lực tu tập hay là phước thiện của mình, hay là mình còn phải tác ý như thế nào không? Có, cái này là có cái sự phát nguyện của mình và cái sự gieo một cái nhân tương ứng với một cái kiếp sống đấy. Nếu như mình muốn sinh lại làm người thì rất là dễ. Chỉ cần giữ được năng giới, thỉnh thoảng mình là bố thí làm thiện hay tất cả những cái phước thiện dục giới này, nó sẽ đều cho quả ở cái cõi dục giới và cái quả đấy nó cho tùy theo cái ước nguyện của mình. Nếu như hàng ngày mình tu tập bình thường như thế này thôi, hàng ngày mình có học đạo, có giữ giới, có tu tâm một chút nhưng mà nó chưa có thành quả gì, nhưng nó vẫn để lại những cái nghiệp thiện nghiệp dục giới. Từ cái thiện nghiệp dục giới này mình muốn sinh về đâu là do mình lựa chọn ngay từ bây giờ ấy, ngay từ bây giờ trong tâm ấy. Nếu mình muốn sinh để làm người thì trong tâm mình chỉ khởi lên cái ý cầu mong thôi, sinh để làm người. Và trong cái lúc cận tử ấy, mà mình còn khởi lên cái ý như vậy thì chắc chắn nó sẽ sinh lại làm người. Thì cái lúc mình làm việc thiện, mình khởi lên cái lời ước nguyện
là khi mình ngồi thiền xong thì mình nguyện là kiếp sau tôi sinh lại làm người hoặc là chư thiên. Khi mình hết Phật xong thì mình nguyện, khi mình tụng kinh xong mình nguyện, khi mình thọ trì giới, khi mình bố thí cúng dường xong mình cứ khởi lên cái ước nguyện đấy. Còn là trong các cái cõi dục giới là cõi người, cõi thiên, tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma đâu suốt vẫn là sao tự tại thiên, đó cũng trời dục giới với cõi người là như nhau. Mình khi mình làm phước mình muốn nguyện về cõi nào thì nó tự động, sau này mình chết nó tự động, cái tâm thức của mình nó hướng về cõi đấy mà nó sẽ sinh về cõi đấy thôi. Còn nhờ trong các cái cõi đấy thì tùy theo mình muốn chọn cái nào chọn. Nếu như là muốn tích lũy các ba la mật dễ dàng nhất là sinh ở cõi người. Có người là tạo được nhiều ba la mật, ví dụ như một vị Bồ Tát muốn tạo các ba la mật thì vị ấy sẽ sinh ở cõi người, nhưng cũng có lúc sinh làm chư thiên. Khi mà sinh chư thiên thì vị ấy sẽ chọn những cõi thiên mà nó cái tuổi thọ nó không quá cao, không quá ngắn, như là cõi đau được thiên hoặc đau suốt thiên là được rồi, sinh về cõi trời đau suốt sống bằng 500 triệu năm là cũng vừa đủ rồi. Sinh về các cõi kia thì sống tới hàng tỷ, hàng mấy tỷ năm thì nó dài quá, lâu quá, thời gian để tạo các ba la mật. Hay là sinh về cõi đau lợi thiên sống 36 triệu năm là một kiếp sống ở cõi trời đau lợi thế là cũng là thoải mái. Còn là sinh lại cõi người thì chỉ sống được mấy chục năm thôi, bằng một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi thôi. Còn vậy thì đấy là do tùy mình muốn lựa chọn sinh về đâu, cũng là do mình sinh nhận làm quả người mà gặp chánh pháp thì tích lũy các ba la mật như là những cái phước bố thí. Tức là nạn sinh lại quả người thì chỉ hơn các quả khác, đó là mình dễ tạo ra được cái phước bố thí, cái phước phục vụ hay là cái phước giữ giới nó dễ tạo hơn thôi. Còn để mà tu tập ấy, muốn chứng ngộ niết bàn nhanh chóng ấy, thì sinh về các cõi trời cũng tu tập được còn dễ dàng hơn. Hoặc là sinh về các cõi phạm thiên thì mình phải tu chứng các tầng thiền. Muốn sinh về các cõi phạm thiên mà nó không còn những cái cảnh dục, tức là sinh về cái cõi trời nó vẫn có hưởng dục mà vẫn bị nó vẫn hưởng thụ ngũ dục, nó vẫn tham đắm với sắc thanh hương vị xúc. Đôi khi vì tham đắm những cái đấy mà mình quên mất con đường tu. Đơn giản như bây giờ cũng hay cõi người này thôi, bây giờ bảo mình hãy từ bỏ cái đời sống tại gia thế gian đi, đi xuất gia đi dục đi bất thiện pháp đi để chứng ngộ niết bàn đi, mình đã bỏ được chưa? Tức là cái tham những cái niềm vui, cái ngũ dục ở thế gian tuy nó rất nhỏ bé mà mình đã khó từ bỏ, thì huống chi là những cái ngũ dục ở cõi thiên giới nó lớn hơn rất nhiều. Như là mình có muốn chẳng may là mình sinh lên làm cõi chư thiên, là một vị thiên nam, thì lúc đấy bên cạnh mình có 1000 thiên nữ thì sẽ rất là khó khó tu tập, vui thú với các ngà tiên đấy và không cần thời gian để nghĩ đến cái chuyện tu phạm hạnh nữa. Đấy là cái khó ở cõi thiên đấy, suốt ngày đàn ca muốn hát và khó là tu tập là vậy. Ở đời mình chỉ có một cô vợ đã khó bỏ rồi, ngà tiên là bỏ được. Thì đấy là cái cõi này gọi là cõi dục giới là vậy, cõi dục giới dễ tạo công đức nhưng cũng rất là khó tu bởi vì mình dễ chạy theo những tham dục. Còn nếu như mà mình muốn sinh về một cái cõi mà nó không có cái những cái dục này thì đó là mình phải nguyện sinh về cõi phạm thiên. Cõi phạm thiên thì phải tu một cái pháp thiền nào đấy, chứng được sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền, tứ thiền rồi đấy. Nếu như là một cái người mà chứng được sơ thiền thì tùy theo cái mức độ của cái sơ thiền đấy mà sinh về cõi phạm trung thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thì cái tuổi thọ sẽ sống bằng một đại kiếp trái đất này chẳng hạn. Thì hoặc là nhị thiền thì kiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, nên sinh về cái cõi đấy thì mình phải chứng được nhị thiền, tam thiền, kiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thì những cái cõi đấy để sống được mấy chục kiếp trái đất, hoặc là chứng được tứ thiền và sinh về cõi quả quả thiên thì có thể sống bằng 500 kiếp trái đất này. Thì ở những cái cõi đấy thì mình luôn luôn trú ở trong tầng thiền, nó không nên trên đấy thì nó không có những cái cảnh dục ở bên ngoài, mà nó chỉ có cái gọi là mình say sưa an trú ở trong các tầng thiền đó. Tức là trên đấy thì nó không có tham đắm với sắc thanh hương vị xúc gì, nó không tham đắm với cái cảnh trần bên ngoài, không cần phải ăn uống gì, nhưng mà suốt ngày mình an trú ở trong cái tầng thiền. Nếu như mình chỉ dừng lại ở thiền định thôi mà mình không có cái khuynh hướng chứng ngộ niết bàn thì nên trên đấy mình cứ say sưa trú ở thiền định, rồi một thoáng qua thì 500 đại kiếp ấy nó qua một cách rất là nhanh chóng.
dù ở quãng người mình thấy nó lâu rồi thôi, nhưng mà đến các cõi tiên thời gian trôi đi nó rất là nhanh, để mình nó không có nỗi khổ cho nên thấy thời gian nó trôi đi rất nhanh. Và đến khi mình hưởng hết cái tuổi thọ ở cái kiếp đấy thì mình lại tái sinh về kiếp khác, và mình không biết được tương lai nó sẽ đi đến đâu. Còn nếu như để mà có một cái sự an vui chắc chắn nhất đó, mà mình có thể sinh về đâu cũng không sợ, đó là trong tâm mình luôn có cái nguyện được giác ngộ giải thoát, tức là khi nào một cái việc gì mình cũng nguyện là cầu mong cho con được chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử, đấy là cái chắc ăn nhất, chắc chắn nhất ấy. Khi mình bố thí mình cũng nguyện là cầu mong cho con được đoạn trừ phiền não, được chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử. Khi mình giữ giới, khi mình tu tâm, mình làm cái việc gì mình cũng nguyện như vậy, chứng ngộ niết bàn, giải thoát sinh tử ấy. Thì khi mình có sinh lại làm người thì những cái công đức phước này mình làm ấy nó vẫn cho nó cái quả tốt này, nhưng mà mình cũng không đắm nhiễm cái thành quả ấy. Mình có hưởng phước mình cũng không đắm nhiễm cái phước ấy. Nếu như mình có sinh về các cõi trời chứ thiên, những cái vị tiên, thì mình cũng cái tâm nó vẫn muốn hướng về niết bàn giải thoát, chứ nó không đắm nhiễm vào những cái thiên dục và những cái cảnh giới vui thú ở chư thiên đó. Nó vẫn có lúc nó trở nên nhàm chán, không ưa thích được, mà nó vẫn hướng đến niết bàn. Hay mình có sinh về các cõi thượng thiên vậy, thì cái tâm của mình nó vẫn hướng về mong muốn được chứng ngộ niết bàn. Vậy thì cái để mà chắc chắn nhất, để mà chắc chắn sẽ đi đến an vui chấm dứt khổ đau nhất, đó là khi mình làm việc gì mình cũng nguyện là chứng ngộ niết bàn trong ngày thế này, để chứng ngộ niết bàn chấm dứt khổ đau. Thì những cái nguyện đấy nó mạnh lên thì tất cả những cái việc mình làm ấy nó trở thành những cái pháp độ ba la mật, vũ trí ba la mật, thế giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, tham nhẫn ba la mật, tất cả những cái pháp ba la mật ấy, thì mình sinh về cõi nào mình cũng có thể chứng ngộ niết bàn ở cái cõi đấy được. Thì cái đấy thì điều đó thì tốt hơn, thì sinh về cõi nào cũng quan trọng, quan trọng là sinh về cõi nào cũng gặp được chánh pháp, cũng có thể tu tâm, cũng có thể giác ngộ giải thoát được, thì cái đấy quan trọng hơn. Con xin được bạch sư ạ, là con có một cái suy nghĩ con chưa lý giải được, con xin sư chỉ bảo con một cái hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về tiền ạ, tức là khi mà ngồi thiền ạ thì con thấy là mình nhận biết những cái gì nó đang diễn ra trên thân, trên tâm mình, và mình nhận biết, cứ nhận biết như thế mà làm sao mình nhận biết điều diễn ra trong thân, trong tâm, và làm sao là khi mà mình thấy rằng là mình bị phóng tâm thì mình cũng nhận biết là mình đang phóng tâm, thì nó lại trở về cái trạng thái không bị phóng tâm nữa. Thế mà cứ như thế, hay là khi mình ngồi thiền mình mong cầu là mình sẽ đạt được những cái tầng thiền, thì không phải là nếu như mình mong cầu đạt những tầng thiền thì liệu mình có bị rơi từ cái tham nọ sang cái tham kia, và ngồi thiền để diệt tham sân si thì tự nhiên là mình mong cầu là để đạt chứng được những cái tầng tiền này, tầng tiền khác, để khi đạt như thế thì mới vào được cái tầng lấy tiền tuệ được. Thì như thế có phải là mình sẽ bị quẩn quanh và mình không giải thoát được cái việc mà mình diệt tham không ạ? Thì con cũng đang quẩn quanh, biết là như thế nào để con xin sư là chỉ giúp.
Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai của con là con cái này thì hơi xa với thiền một chút, nhưng nó vẫn trong cái vấn đề tu tập ạ. Tức là khi mà mình ở trong một cái ngôi nhà mà cái ngôi nhà đấy nó có vấn đề phạm về phong thủy thì mình có cần quan tâm đến không, hay là mình chỉ cần tu tập tốt để mình nghĩ đến vấn đề nhân quả, mình cứ tu tập tốt thì tất cả những cái gì mà nó ảnh hưởng trong ngôi nhà của phong thủy thì cũng không có giá trị gì, mà vấn đề nhân quả của mình tu tập thì nó sẽ mang lại những cái điều tốt lành trong cuộc sống của mình hơn. Con rất là mong được sư chỉ dạy để con có thể tỏ tường hơn ạ. Con xin cảm tạ. Thực ra thì cái tâm ước muốn, tâm mong muốn ấy, nó có những cái tâm mong ước hay là cái tâm tham ấy, là nó đi với cả những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Nó chỉ được gọi là khi mà mình mong muốn, mình hưởng thụ những cái ngũ dục thì nó mới được gọi là tâm tham. Như là mình mong muốn, mình muốn hưởng thụ về sắc đẹp, về âm thanh khả ái, về mùi hương, về ăn ngon, về xúc chạm êm ái, thì đấy được là mình hướng lại những cái ngũ dục ấy. Hay là mình mong muốn những cái mà nó liên quan đến những cái thằng ái, như bận tục ái, hữu ái, vô hữu ái, mong muốn những cái niềm vui ở các cái cõi sống khác nhau, thì cái đấy nó mới được gọi là tham ái. Còn có những cái tâm mình mong muốn được đoạn trừ cái tâm tham này đi mà, thì đâu có phải là tâm tham nữa đâu, mà cái đấy được gọi là cái mong cầu, một cái ước muốn cao thượng. Như là một cái người khởi lên cái ước muốn, một cái vị Bồ Tát khi hạnh Bồ Tát đạo thì ấy làm cái việc gì vị đấy cũng nguyện mong cho tôi trở thành một cái vị Phật Thánh Thần Giác, thì đấy là vị ấy luôn luôn mong muốn có được cái trí tuệ giác ngộ toàn giác. Thì cái tâm mong đấy không được gọi là tâm tham, mà cái đấy được gọi là trí nguyện, là cái ước nguyện, là cái mong cầu cao thượng. Cái tâm đấy rất là cao thượng. Thì khi mà mình khởi lên cái tâm mong muốn là mình sẽ giữ giới, mình mong muốn mình sẽ học đạo, mong muốn mình sẽ tu tâm, mong muốn mình được giải thoát giác ngộ, thì cái mong muốn đấy là chính đáng, là cao thượng. Thì mong muốn chứng đắc các tầng thiền cũng vậy nhé. Các tầng thiền là ni dục, ni bất thiện pháp, thì mình mong muốn được ni sang được các tham dục, mình mong muốn cho tâm của mình được thanh tịnh, được định tĩnh, mong muốn được trí tuệ phát sinh, thì những cái mong muốn đấy là tốt, mong muốn đấy là cao quý, là cao thượng, là đáng tán thán, đáng trân trọng, không phải là cái tham hạ điển. Nên mình không được hiểu đồng hóa cái tham này với cái tham kia như vậy. Có những cái tham nó đi với những cái tâm hạ điển, còn những cái này là mong cầu cao thượng, hai cái đấy khác nhau. Nên mình mong chứng đắc các tầng thiền thì cái tâm đấy nó cũng là tốt, nhưng nó chưa phải là rốt ráo. Thì đôi khi có những người vẫn tham ái với tầng thiền, tức là mình mong chứng tầng thiền nó vẫn tốt, nhưng khi chứng thiền rồi có khi mình lại tham ái với chính tầng thiền đó. Thì vậy cho nên là khi một người chứng tầng thiền rồi, người ta lại quán tầng thiền đấy là vô thường của vô ngã, nó phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta, thì nó lại diệt trừ cái tham ái với chính tầng thiền đấy đi. Vậy thì khi mình chứng được thiền định rồi cũng không có hưởng thụ cái thiền định đấy, mà mình dùng cái thiền định đấy để làm thiền quán, làm nền tảng để phát triển trí tuệ giác ngộ. Cho nên rất nhiều người ta sẽ nói rằng là chứng vào các tầng thiền định thì sẽ sinh ra cái tham đắm với cái thiền định đấy. Đấy cũng là một cái tâm tham. Và khi mà chìm đắm ở đấy nó sẽ kéo dài cái luân hồi sinh tử, những khi cõi sống phạm thiên. Thì cái lời nói đấy cũng có lý, vì ở trong cái thời không có Phật Pháp, trong những cái thời đại không có Phật Pháp thì những vị ẩn sĩ, đạo sĩ tu chứng các tầng thiền thì người ta không có thực hành thiền tuệ, vì cái thời đấy không ai dạy thiền tuệ, mà người ta sẽ trú ở đấy và sinh về các cõi phạm thiên để người ta sống những cái tuổi thọ rất lâu dài ở cõi đấy, nhưng không ra khỏi được cái sinh tử luân hồi. Cho nên là Đức Phật mới không tán thán những cái pháp mà chỉ có hướng đến cái cõi sống có tuổi thọ lâu dài như các tầng thiền, nhưng Đức Phật vẫn tán thán chứng đắc các tầng thiền, rồi sau đó sẽ thực hành đến thiền tuệ.
Cho nên trong tất cả những cái bài kinh Đức Phật dạy ở trong các kinh Nikaya đấy, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ đấy, nếu mà ai đã từng đọc kinh đấy, thì hầu như tới 99% những bài kinh Đức Phật luôn luôn khuyến khích là vị ấy thực hành các cái giới hạnh thanh tịnh, rồi vị ấy thực hành tu tâm thanh tịnh để chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi chứng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thậm chí là chứng đắc được mạng trí, thiên nhãn trí, rồi sau đó chuyển sang hành thiền tuệ để chứng đắc động tận trí, chứng đắc tam minh hữu thông. Thì pháp của Đức Phật dạy nó tương tự như vậy, nói lại đôi khi cái lời nói của mình lại là đang bắt những lời dạy của Đức Phật, thì tự nhiên mình ấy tạo nghiệp đấy. Không chỉ trích những cái pháp tu tập mà Đức Phật đã giảng dạy như vậy, và mình hãy thực hành cái những cái pháp tu tập đó, thì chỉ cũng tu, thiền định cũng tu và thiền quán cũng tu, thì những cái pháp đấy sẽ đi đến giác ngộ giải thoát. Còn cái pháp về phong thủy điện ý ở trong nhà mình ấy, thực ra thì chỉ có những người đời thì mới không có tu tập thì mới cần phải chú trọng về cái phong thủy địa lý đấy, chứ với một người biết tu tập nên không nên chú trọng về cái đó, không nên bận tâm, không nên quan tâm đến cái phong thủy địa lý là gì. Nếu như là một người mình tin vào nhân quả, mình sống có giới hạnh, có thọ trì giới, có tu tâm, và mình tin rằng là tất cả những cái thiện nghiệp của mình nó sẽ để lại những cái sự an vui, những cái ác nghiệp nó sẽ cho quả báo khổ đau. Còn những cái đất trời địa lý này nó không có tác động, không ảnh hưởng gì đến cái sự an vui hay khổ đau của chính mình hết. Hãy tin tưởng vào điều đó và sống được điều đó, đừng bận tâm đến địa lý phong thủy nào. Con kính bạch sư ạ, con có một câu hỏi về phước cúng dường ạ. Thì con muốn hỏi sư là khi mà con chuẩn bị vật thực cúng dường cho các chư tăng ấy ạ, thì trong lòng con rất là hoan hỷ. Tức là khi con chuẩn bị vật thực thì con cảm thấy hoan hỷ khi mà con tưởng tượng ra cái cảnh mà con có thể dâng vật thực đấy lên các chư tăng và các chư tăng họ nhận ấy ạ. Thế nhưng mà cho con hỏi là nếu mà trong trường hợp mà các chư tăng vì là có nhiều vật thực cúng dường của các thí chủ quá mà không dùng đến cái vật thực mà con cúng dường ấy, thì con có nhận được cái phước cúng dường không ạ? Có nhận được nhé, thì cái phước nó sẽ cúng dường, nó sẽ thành tựu ngay cái lúc mình cúng dường ấy. Trước khi cúng dường, trong khi cúng dường và cả sau khi cúng dường, nó vẫn thành tựu được, cho dù cái vị đấy không thọ nhập đến thì cái phước cúng dường của mình vẫn thành tựu được. Dạ vâng ạ, thì con xin hỏi sư thêm đấy là trong trường hợp mà mình không có điều kiện để tự tay nấu những vật thực để dâng cho các chư tăng ấy, mà mình mua từ bên ngoài, nhưng mà trong tâm mình vẫn rất là hoan hỉ khi mà được cung kính dâng cái vật dụng ấy lên, vật thực ấy lên cho các chư tăng, thì lúc đấy mình có được thọ nhận, mình có được hưởng cái phước cúng dường không ạ? Có, thì đấy vẫn là của mình, thì cái mình cũng phải làm ra thì cái tiền, rồi sau đó mình mới mua được vật thực, rồi sau đó thì mình cái vật thực thì một là mình tự làm, hai là mình mua người khác làm, rồi thì cũng như nhau, cũng là cái tài sản của cá nhân mình, của bản thân mình, và đó là cái tài sản hợp pháp do tự mình làm ra, mình cúng dường một cách hợp pháp thì vẫn có công đức, vẫn có cái phước của sự cúng dường. Thưa sư ạ, con có thêm câu hỏi về pháp hành ạ. Thì khi mà con hành thiền thì con hay bị chạy theo cái hơi thở ở bên trong, nên là con hay cảm giác bị lạnh, toàn thân ấy. Hoặc là bước tay bước chân thì con nghĩ ra một cách là liệu có thể mình dùng cái dầu gió bôi ở cái chỗ hơi thở vào ra để mình nhận biết hơi thở rõ hơn được không ạ? Nếu mà không thì xin sư chỉ dạy cho con cách, tại vì con thấy khó
con sắp cái điểm hơi thở hòa ra ở trước cửa mũi lắm ạ. Mà không cần phải bôi dầu, mà khi mình ngồi mình phải hướng tâm lên một cái điểm xúc chạm, tức để tâm sát vào cái da ở trên cửa mũi này, môi trên hoặc cho mũi hai bên cánh mũi này được. Hướng tâm lên đấy mình sẽ thấy có cái luồng hơi thở nó đi vào đi ra, nó chạm vào đấy, mình giữ cái tâm ở đấy. Hoặc là nếu như cái tâm nó hay chạy vào bên trong người thì để tâm tách cái da ra một chút xíu được, cách ngay nó ngay trước mặt này này, chứ đừng hướng tâm vào trong thân thôi. Và chỉ cần dùng 50% cái ý thức để quan sát cái hơi thở đấy thôi, chứ đừng quá chăm chú. Cái khi mình chăm chú quá mức quá nhiều và cho nên là nó mới hướng về cái thân nhiều. Và khi mình hướng về cái tâm và mình đi theo hơi thở vào mà mình cảm giác cái nặng của cái hơi thở đấy, thì cái nhiệt về cái nặng của mình, cái sắc thời tiết của mình nó sẽ trộn đi, cho nên là cái thân mình sẽ cảm thấy cái nặng nó khác toàn thân. Nếu mình hướng vào cái nóng thì cái nhiệt về cái nóng nó sẽ trộn đi, thì nó sẽ nóng khác toàn thân. Thì đấy là nó bắt vào một trong bốn cái đặc tính của tứ đại, thì điều đó cũng tốt. Mình cần phải gom nhỏ cái tâm đại, ý thức của mình tập trung vào một cái điểm rất là nhỏ ở ngay trước cửa, trước mặt ấy, trước cửa mũi, rồi cứ thản nhiên nhẹ nhàng thôi, đừng quá chăm chú, đừng quan sát, đừng quá rõ ràng, rồi dần dần nó quen đi, dần nó sẽ kinh nghiệm ra để sẽ thành được, cứ phải tự tin lên chứ đừng quá lo. Dạ vâng, kính bạch sư ạ. Trước khi con có câu hỏi thì con cũng xin sám hối tất cả các tội lỗi của con từ vô thủy kiếp đến giờ. Con xin sám hối những cái tội lỗi của con do thân khẩu ý mà đã vô tình hay cố ý gây ra với Ngôi Tam Bảo, với Chư Tăng ạ. Con có câu hỏi thứ nhất là con thì từ trước đến giờ con có cái mong muốn là phát triển Phật giáo Nam Tông ra ngoài Bắc. Thì con cũng mong muốn là có nhiều ngôi chùa Nam Tông và có nhiều hình ảnh Chư Tăng ở ngoài Bắc để mà, tức là con nhìn thấy cái hình ảnh, tưởng tượng ra cái hình ảnh mà có nhiều chư đi ra ngoài đường đấy, gặp được các chư tăng ni và Nam Tông, thì thấy một cái hình ảnh nó vô cùng là thanh tịnh và bình an đấy. Thì con cũng mong muốn là một cái dân mình ấy, dân miền Bắc cũng như là ở các nơi mà sau này mà Phật giáo Nam Tông phát triển ấy, thì cũng sẽ có được những cái hình ảnh đó, có những cái phước đức đó phải trở về những cái tâm thanh tịnh bình an. Thì đấy là mong muốn của con. Thì con cũng mong muốn hỏi sư là làm thế nào để cho tâm nguyện của con phát khởi mạnh mẽ hơn và thành tựu sớm hơn, và làm thế nào để mà con có thể đủ phước, đủ lực, đủ tịnh tài để làm những điều đó ạ. Thực ra đây là cái tâm nguyện của con từ đây rất là nhiều năm trước con đã ngủ mơ thấy Phật và con đã phát khởi cái tâm phát triển Phật giáo như thế. Có tâm như vậy là tốt rồi. Có tâm, nhưng mà bây giờ mình cứ thực hành với tất cả những gì mình có thể thực hành được. Thì mình muốn cho Phật giáo Nam Tông phát triển như vậy thì một là mình sẽ là người đi xuất gia, để mình làm cái hình ảnh xuất gia đi quảng bá đến mọi người, làm cái niềm tin cho mọi người xuất gia theo. Hai nữa là mình sẽ là cái người hộ độ vị xuất gia ấy bằng tất cả những gì có thể, xây dựng những cái chú xứ cho những người xuất gia tu tập, hay là cái cách mà có thể dễ dàng làm được nhất đối với này, tình hình thực tế của Phật giáo miền Bắc, thì đó là mình sẽ tặng nhiều những cái môi trường tu tập, thỉnh mời các cái vị sư bên Nam truyền. Những cái vị danh tăng danh tiếng, các vị thiền sư, các vị tam tạng đến để gieo những cái niềm tin cho mọi người, từ những cái điều từ đó rồi mọi người sẽ hiểu ra để Phật giáo lan truyền, rồi sau đó sẽ có nhiều người phát tâm xuất gia. Khi mà Phật pháp chỉ được truyền đi đến nơi nào mà thật sự bén rễ ăn sâu ở nơi đấy, là khi ở địa phương ấy có người xuất gia. Ví dụ như mình muốn ở Hà Nội này thật sự có Phật giáo Theravada thì phải có nhiều thiện nam tử, thiện nữ nhân,
bỏ râu tóc mặc áo cà sa từ bỏ gia đình sống không gia đình, đấy là cái cách chắc ăn nhất. Thì cái vị đấy mới là cái người kém dễ ăn sâu cho Phật giáo được trường tồn hết cái đời này và lại chuyển chỉ cho đến đời sau. Cái cách tốt nhất mà cái bước đầu thì mình hãy thỉnh nhiều các cái vị sư làm chuyện về để thuyết giảng Phật pháp để cho mọi người ngộ ra, rồi sau đó thì mọi người sẽ tu tập theo. Dạ, không kính bạch sư ạ. Sư cho con hỏi là khi trong lúc mình ngồi thiền thì mình có gây ảnh hưởng gì đến người xung quanh hay là bạn chúng sinh xung quanh mình không? Có những cái ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh, những chúng sinh xung quanh. Như ngồi thiền thì mình không nên thể hiện cho mọi người. Nếu như mà mình ngồi thiền ở một cái hội chúng tất cả mọi người đều thiền thế này thì cái điều đó cũng tốt. Còn nếu như mà mình sống ở trong cái môi trường mà ở cái nơi mà mọi người không hành thiền ấy, thì mình đừng có ngồi ở những chỗ đông người ấy, với cái ý nghĩ là ta ngồi đây để cho những người kia người ta nhìn thấy mình đang ngồi thiền đây, giống như là cố tình cố ý để quảng cáo cái việc hành thiền của mình ấy, thì nó dễ sinh ra những cái tâm tà, nó dễ sinh ra những cái ảo tưởng, nó sẽ không tốt. Nên ngồi ở những cái nơi yên tĩnh, tĩnh lặng, ít người đi lại. Và cái việc hành thiền chỉ có người khác ảnh hưởng đến việc hành thiền của mình thì có, chứ còn mình ngồi thiền sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng mà mình không khéo mà ngồi thiền có thể có những người người ta đến người ta phỉ báng chỉ trích, có thể sẽ khiến cho một người người ta tạm nghiệp. Nếu như những người mà người ta không có niềm tin mà mình cứ đến trước mặt người ta ngồi thiền thì người ta sẽ khó chịu, rồi người ta nói những lời xúc phạm đến giáo pháp, thì cái điều đó là ảnh hưởng đến những người khác một cách tiêu cực. Còn đôi khi người ta thấy một người hành thiền với người có đức tin, mà người ta thấy một người hành thiền người ta rất là hoan hỷ, thì cái tâm hoan hỷ ấy sẽ khiến cho người ta tăng thêm những cái phước này. Vậy thì đấy là nó ảnh hưởng, có thể là ảnh hưởng tốt mà nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh, ở cái mức như vậy thôi. Đã cho con hỏi cụ thể hơn là sự ảnh hưởng của năng lượng ý ạ. Tức là khi mình ngồi thiền nhưng mà tâm mình cũng chưa có đạt đến cái sự thanh tịnh ý, mà vẫn còn những cái rung động, có nghĩa là nó cũng chưa được tốt ý. Thì những người xung quanh mình, chúng sinh xung quanh mình có bị ảnh hưởng bởi những cái năng lượng đấy của mình hay không? Hoặc là mình ngồi mình có bị ảnh hưởng bởi những cái năng lượng tiêu cực của người khác không ý? Hưởng cái năng lượng à, nếu như mình sống ở cái môi trường tốt, có những người biết tu tập thì cái nội tâm mình nó cũng an hơn và ngồi thiền nó dễ hơn, nó có thể ảnh hưởng là như vậy. Và ở cái nơi nào mà mình ngồi thiền mà có nhiều những cái phi nhân, người ta chống phá, người ta cuối nhiễu, người ta không có đức tin Phật pháp, đôi khi người ta cũng muốn xua đuổi mình đi. Người ta cũng làm cách này cách nọ, đấy cũng có ảnh hưởng nhá. Vậy nên là ngồi thiền vẫn nên ngồi những cái chỗ nào cảm thấy tâm nó an, còn chỗ nào mình cảm thấy tâm nó bất an thì không nên ngồi. Còn khi mà ngồi thiền tốt, mình có thể giải tâm từ đến mọi người xung quanh, thì khiến cho mọi người ở xung quanh cũng có cái sự an ổn, an lạc. Thì cái điều đấy cũng có nhé. Ví dụ như là ở cái môi trường nào đấy mà có một cái vị là tu tập tốt mà hay chuyển tâm từ, thì mỗi khi mà bất cứ chúng sinh nào, dù là người hay phi nhân, cứ khởi những cái tâm hướng tâm đến vị đấy, trong tâm cảm thấy nó rất là hoan hỷ, cảm thấy nó rất là an ổn, thì cái điều đó nó cũng có. Cả các cái vị chư thiên ở đấy người ta cũng an. Cho nên là từ xưa có một vị tỳ kheo hành thiền ở cái khu đấy, thì khi vị đấy đi thì các vị chư thiên người ta khóc, bảo là vì ngày về đây, các chư thiên ở đây người ta sống với nhau rất là hòa thuận, rất là hạnh phúc, rất là an vui. Còn khi mà ngài chưa đến đây thì các chư thiên ở đây người ta hay cãi nhau, hay chửi nhau, hay đánh nhau, hay nói tục bận với nhau.
Nhưng mà từ ngày về đây, ngày ngồi thiền ở đây, các chư thiên không nói tục, nói bận, không cãi nhau, chỉ nhau luôn. Thì ngày đợi để cho chư thiên được hạnh phúc. Thì cái điều đó là có, nó có ảnh hưởng như vậy, nhưng chỉ với những người mà đã tu tập đến mức rất cao, vì như cái vị đấy là một vị A-la-hán mà chuyên trú trong thiền tâm tử, cho nên nó có cái tác động, có cái ảnh hưởng như thế. Còn mình có ảo tưởng là mình ngồi thiền một chút là đã có ảnh hưởng đến tu tập hay cả học cả ngạo mạn là chết. Con sám hối trước kia là con sám hối tăng bà, con sám hối các kim thầy, con sám hối sư. Và hôm nay cũng là nhân duyên rất là may mà tình cờ con được về dự ở khu ở chùa ta. Và con được xin tập bố thí những lời pháp nhũ của sư bác, sư thầy, các quý vị Phật tử cùng đồng tu. Thì con thì thật ra là con cũng hành thiền, con cũng mới học hành thiền thôi. Nhưng mà trong quá trình con hành thiền ý, thì thường con vào các buổi sáng sớm tầm 4-5 giờ. Nhưng mà không biết rằng là bên ngoài thì con không động, nhưng ở trong tâm thì đôi khi mình đang biết tâm nhưng mà lại bối rối giúp con làm như thế nào để loại trừ được cái tham sân si trong cuộc sống đời thường ạ. Con A Di Đà Phật, con xin hết ạ. Như mà chuyên tâm thực hành cái pháp môn niệm Phật ấy, thì mình phải hiểu về các cái ý nghĩa của các cái ân đức Phật, cái cách mà thực hành cái pháp hay. Có thể là mình hãy thực hành cái pháp gọi là hành thiền niệm Phật bằng cách khi mình nhắm mắt vào mình hình dung ra hình ảnh của đức Phật, giống như đức Phật ở trước mặt mình ấy. Và lúc ấy mình niệm Phật là vì đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và những tiền thiên tật và những cái tật xấu ấy, và tất cả những nỗi nầm, tức là một bậc đã đoạn trừ hết tham sân si và tất cả mọi nỗi nầm, cho nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường, cứ niệm như thế. Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường, Đức Thế Tôn là bậc chánh giác, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả đức hạnh và trí tuệ, Đức Thế Tôn là bậc chỉ nói ra những lời thiện này, Đức Thế Tôn là bậc đã hiểu rõ về cái thế gian này, Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ các sự thật. Nên mình niệm Phật mình phải nhớ đến các cái ân đức của đức Phật như vậy thường xuyên hàng ngày. Thì trong cái lúc mình niệm Phật thì mình biết là đức Phật là bậc vô tham vô sân vô si, thì mình niệm đến cái tính vô tham vô sân vô si của đức Phật như vậy thì dần dần cái tham sân si của mình nó bớt đi. Vì đức Phật là bậc không có tham, cho nên ngài mình cung kính đức Phật, cung kính cái vô tham của Phật. Vậy mình hãy cố gắng đoạn trừ cái tâm tham ở trong mình đi. Đấy, khi mình lễ Phật cũng vậy nhé, mình lễ cái tấm vô tham vô sân vô si, mình cũng giảng Phật, mình cũng giảng cái vô tham vô sân vô si của Phật. Và khi mình niệm Phật mình tưởng nhớ đến cái vô tham vô sân vô si của Phật, rồi mình khởi lên cái ước nguyện là con cũng sẽ nỗ lực đoạn trừ cái tham sân si ở trong con đi, rồi dần dần đấy thì nó sẽ bớt đi dần dần. Để chúng mình ai có câu hỏi không?
Con thưa sư là con trước đây con có nghe những cái bài giảng khác ở bên một số vị thầy nữa thì có nghe nói rằng là khi mà mình có những cái ý niệm mà bám bộ tăng bảo thì khi mà mình chết đi thì mình sẽ bị đọa vào địa ngục. Nó khi mà con nghe những điều đấy thì con cái tâm của con rất là lo sợ và hoảng sợ, và con cảm thấy con bị ăn năn, rồi con bị cái tâm lo sợ đấy nó kéo dài mấy năm trời, và con vẫn luôn luôn tự hỏi mình không biết là mình có bị đọa không, khi mà mình có cái thời điểm mình phải có những cái ý nghĩ là bán bổ tam bảo như thế. Thì con xin thưa chỉ dạy cho con ạ. Cái ý nghĩ đấy nó khởi lên mà nó cứ duy trì liên tục cho đến lúc chết thì mình mới bị loạn. Còn nếu như mà đến một lúc nào đó mình chỉ cần nhận ra là những cái sự phỉ báng này là cái do ngu si, do si mê, do bất thiện, và bây giờ mình tỉnh ngộ ra là nó hết ngay. Ngay cái lúc mình tỉnh ngộ ra cái là nó hết, nó sẽ ngăn chặn được cái vi đoạn đấy ngay. Nếu như mình tỉnh ngộ ngay từ cái lúc này là nó hết rồi, chắc chắn không bị đoạn nữa. Chỉ trừ khi mình đã tạo ra một cái ác nghiệp rất là nặng, như là cái người phải làm những cái việc như là làm thân phận sẽ máu phá vào hợp tan, hay làm một cái ác nghiệp gì đó rất là nặng thì mới không sám hối được. Chứ còn những cái ý nghĩ đấy là sám hối được ngay tức thì. Chỉ cần mình khởi lên cái tâm sám hối cái là nó sẽ hết ngay tức thì. Không chắc chắn không bị đoạn nữa, nên là phải bỏ cái suy nghĩ chạm hối đấy đi. Cái đấy nó cũng là một cái chạm hối, và tính cái tâm chạm hối đấy nó lại là một tâm bất thiện. Mình không dứt được nó đi thì có thể mình không bị đoạn về cái tâm phỉ báng bán bổ tam bảo, mà mình lại bị đoạn bởi cái chính cái tâm hối hận đấy. Nên là cái tâm hối hận đấy cũng phải dứt đi. Bây giờ mình chỉ cần thay đổi là mình có đức tin, có cái lòng thành kính đối với Phật pháp tăng, thế là những cái tâm bất thiện kia là nó sẽ hết thôi. Con kính đảnh lễ với sư và sư đại đức tăng ạ. Dạ, con xin sư cho con hỏi một câu liên quan đến chuyện giữ giới á. Cái câu hỏi này thì con cũng đã suy nghĩ rất là lâu rồi. Thì câu hỏi này là liên quan đến cái tình huống vừa mới xảy ra cái đây vài hôm với con ạ. Đó là khi mà được người khác mời đến ăn tiệc ạ, ăn cơm ạ, thì thường là ở nơi con sống mọi người hay mời rượu và con đã không đi. Nhưng mà sau đó vì là chồng con nói rằng nên đi cho nên là con cũng đi, và đến đó thì người ta có mời rượu, có rất nhiều người mời rượu, và con vẫn cố gắng không uống. Nhưng mà trong cái quá trình giao tiếp với mọi người thì con thấy là có những người khi con từ chối uống rượu thì họ cũng bình thường thôi, nhưng mà có những người họ tỏ ra khó chịu, muốn ra mặt. Vậy con xin hỏi sư là trong cái tình huống đó thì con không uống rượu là giữ giới là đúng, hay là con nên xả đi khỏi cái sự giới ạ? Vâng ạ, con xin cảm ơn sư ạ. Nếu là người có cái đức tin mạnh nhé, nhờ người có cái sự hành trì pháp ở cái mức độ cao thì mình chấp nhận là bất lòng, chứ mình vẫn quyết tâm giữ giới. Dạ, và mình sẽ chấp nhận cho người khác người ta chỉ trích, và mình cảm nhận cái sự tức là mình nhẫn nhục lại cái sự chỉ trích của người khác, để thì mình thì cái tâm giữ giới của mình nó kiên cố, nó mạnh mẽ lên. Còn nếu như một lần này mình dễ duôi sẽ bỏ cái giữ giới đấy để mình thành tựu một cái pháp thế tục thôi, thì sau này những cái giới khác nó cũng sẽ yếu đi. Đến một lúc nào đó mình gặp một cái cảnh gì đó chướng ngại, bảo thôi mình cũng phải xả giới này để mình còn làm cái việc này cho nó trọn vẹn, rồi dần dần mình sẽ trở thành một người mất hết giới hạnh.
cho nên Đức Phật nói là có năm sự mất mát trên đời đấy. Một là mất mát về tài sản, hai là mất mát về sức khỏe, ba là mất mát về bà con quyến thuộc, bốn là mất mát về giới, và năm là mất mát về trí kiến, về chánh kiến, về trí tuệ đấy. Có năm sự mất mát đấy, thì có ba cái mất mát kia không đáng sợ. Đó là mất mát tài sản không đáng sợ, mất mát sức khỏe không đáng sợ, mất mát về bà con, bạn bè, họ hàng không đáng sợ. Chấp nhận cho mất mát ba cái đấy được. Nhưng nếu về giới thì rất đáng sợ, thì sau này mình sẽ bị đoạn vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Mất mát trí tuệ thì rất đáng sợ, thì sau này mình mất mát hai cái đấy mình sẽ đoạn. Còn mất mát ba cái kia không đoạn, không sợ. Thì phải hy sinh mất mát ba kia cũng được, nhưng không để mất giới và không để mất trí tuệ. Dạ vâng, thưa sư, con xin được hỏi một câu là hiện tại thì con thấy là có một số những người bạn của con thì cũng có thực hành chánh niệm, và cũng có đọc rất là nhiều sách của các cái vị không phải là tu tập theo Phật giáo như là Osho hay là Krishnamurti. Thì các bạn đấy thì thi thoảng các bạn sẽ rơi vào một cái trạng thái là các bạn mô tả như là mình là tất cả là một ấy. Thì các bạn nghĩ là đấy là một cái sự đại ngộ theo cái sự mô tả của các cái vị thầy kia, và các bạn nghĩ là cái sự đại ngộ đấy là nó cũng sẽ giống như là cái việc mà người ta chứng đắc niết bàn. Thì mình có thể giải thích cái mà một là tất cả và tất cả là một, là cái trạng thái đấy như thế nào, và mình có thể là giải thích cho họ như nào để họ biết là cái đấy nó cũng chỉ là một trạng thái tâm vậy. Con xin chia sẻ. Cái đấy là một cái ảo tưởng thôi mà, cái đấy nó chỉ là một cái ảo tưởng, một cái tà kiến, cái sự ngạc mạn. Do vì người ta chưa đạt đến cái sự giác ngộ, người ta không thể biết được cái giác ngộ như thế nào, nên là khó có thể giải thích được. Vì tiêm nhiễm cái tà tư tưởng đấy rồi, cho nên là rất là khó. Người có duyên với Phật pháp thì khi đọc đến cái pháp đấy, người ta biết ngay, cái người có trí tuệ biết ngay đây là tà pháp, đây là những cái pháp dạy những cái điều nguy hiểm, và người ta sẽ vứt bỏ đi ngay, không nên đọc. Nên là với một cái người mà cái niềm tin của mình chưa mạnh, chi kiến của mình chưa mạnh, thì tránh, không nên đọc những cái sách của tà đạo đấy. Những sách đấy mình biết là không phải là do của Đức Phật nói ra, không phải là của những bậc thánh nhân nói ra, thì đừng có đọc vào. Đọc vào đôi khi mình sẽ nhiễm cái tà pháp ấy, và mình sẽ chấp thủ cái tà kiến ấy. Và nếu không từ bỏ cái tư tưởng ấy, không từ bỏ cái tà kiến ấy, thì chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục cho cái sự ngộ nhận đấy, và sẽ đọa địa ngục rất lâu dài, đọa vào đại địa ngục. Vậy nên là cũng có người được khuyên được, có người không khuyên được. Kể cả khi Đức Phật còn ở đời thì cũng có thể khuyên được những người mà cái tà kiến người ta còn nhẹ, tà kiến đã thâm sâu, đã quá thâm sâu nặng nề rồi thì cũng không dứt bỏ. Cái này nó tùy duyên từng người. Phật xin chân xin ạ. Thank you.
cần làm nhau một cái gì đấy. Sai rồi. Thôi, không đủ đấy, không đủ.